Chào các bạn đã quay trở lại với kênh KRC Heli của mình nha. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn về cách lựa chọn đồ điện của mình sử dụng trên cái kit mà mình đã chia sẻ hôm video rồi các bạn. Thì cái kit mà mình đã cắt ra này, và mình đã sắp xếp các vị trí consumable lại. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái phần đồ điện mà mình lựa chọn để gắn ở trên cái kit này. Thì như các bạn cũng thấy, ở đây chúng ta có 3 con servo DS610. Thì đây là servo dùng cho size 600 33D nha các bạn. 33D. Tại sao mình lựa chọn cái đồ điện 600 thôi? Là bởi vì mình lựa chọn cái đồ điện nhẹ nhất các bạn. Mình cố gắng mình lựa chọn cái đồ điện nhẹ nhất để sử dụng cho cái con UH1D600 này. Thì với cái đồ điện này á, tại vì mình chỉ cần cái lực kéo vừa phải thôi các bạn, chứ không phải chúng ta cần một cái phản lực mạnh giống như là 33D, cho nên là chúng ta không cần cái cấu hình quá cao các bạn, vừa phải thôi ha. Thì con này đã bay rồi và đây chỉ là nâng cấp thôi, cho nên là nó cũng đã trải qua cái thực tế rồi các bạn, ổn định và bài rất là tốt các bạn. Lực treo hay là lực nâng của nó mình thấy là khá tốt. Về motor đó, sẵn đây mình sẽ nói thêm về một phần servo đuôi. Thì servo đuôi mình sử dụng con 650 cũng digital luôn nha các bạn. Còn Silic á thì mình sẽ sử dụng DS610. Tất cả con này đều là điện tử hết ha, digital hết. Về motor và SC thì motor mình sử dụng motor cọc piston các bạn. Đối với motor thì dòng cọc piston hay là Innova ha, đó là những cái loại dòng motor cho cái lực phản lực rất là tốt các bạn ha, lực kéo tốt. Thì con này là con 4020 1001 KB các bạn. Sử dụng pin nhanh khoảng 10, 12, 13 và đi với nhâm chính là 150 nha, khoảng 150 thì nó cho khoảng tỷ lệ khoảng một cái này và ở này khoảng 10 gấp khoảng 11 12 lần gì đó các bạn ha. Tỷ lệ khoảng là 1/12. Bởi vì UH1 thì nó tua cánh nó chậm thôi các bạn, cho nên là cái pin nhanh ở dưới mình sẽ làm to và cái motor này dùng pin nhanh nhỏ để nó tạo cái lực kéo tốt, nhưng mà đồng thời cái tua nó vẫn là chúng ta thấy nó không quá nhanh ha, nó chậm, nhìn nó giống với thật hơn các bạn. Về SC thì con này sử dụng 6S thôi các bạn, cho nên SC mình sẽ lựa chọn là Platinum Pro V3 100A thôi các bạn. Nhưng mà bét nó cho là bét 10A ha. Sử dụng là pin 2-6S, pin LiPo. Rồi con điều khiển, con điều khiển thì mình sử dụng Mini K3, K3 vàng thôi các bạn. Con này quá phổ biến rồi. Con này có thể bay được trên các cái con size từ size nhỏ ha, size 250, size 450, size 500, 600 và thậm chí như con của mình nè, UH1 mình có thể bay được trên 700 luôn. Và nó đã trải qua thực nghiệm rồi nha các bạn, đã bay rồi ha, lần này chỉ là lần nâng cấp lên thôi. Và nó, mình thấy nó khá ổn định, khá đầm. Nó không có gì khác biệt so với con chính hãng các bạn, đó là con V3. Chỉ khác là nó không thể có những cái tính năng tiện ích như cái con chính hãng thôi, như có thể xem lock lại ha, khi mà có vấn đề trục trặc gì nó có thể xem lock, biết được là do điện, do mất tín hiệu hay là do trục trặc gì đó, một vấn đề nào đó trong quá trình điều khiển thì người ta có thể xem được. Nhưng đối với con lon này thì chúng ta chỉ có thể
set up cho nó và bay thôi, chứ không thể xem được những cái lốc đó. Rồi về bộ nhận và phát thì mình đang sử dụng cái sóng DSM các bạn, DSM2 và TX là GA9 ha. Thì bộ này mình thấy khá ổn định ha. Rồi, dường như là mình không có bao giờ có xảy ra cái hiện tượng mất sóng các bạn ha. Rất là ổn định. Rồi thì đó là phần chia sẻ với các bạn về cách lựa chọn đồ điện. Thì tất nhiên là các bạn tùy theo cái khả năng của mỗi người thôi. Nếu mà các bạn có kinh phí tốt hơn xíu thì các bạn có thể nâng cấp cái dàn servo này lên servo tốt hơn. Rồi thì đây là cách lựa chọn của mình thôi, chứ mình không có nói đây là cách tối ưu các bạn nha, và cũng không có phải là hướng dẫn cho ai làm gì hết, chỉ là chia sẻ những gì mình đang làm thôi, cho các bạn cùng tham khảo cùng xem thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần đèn ở trên cái kit, tại vì đèn ở trên cái body, bởi vì cái phần đèn này cần phải làm trước khi gắn cái kit này vào các bạn, chứ nếu mà các bạn gắn vào rồi thì đi đèn rất là khó ha, tại vì nó sẽ vướng víu tùm lum hết. Ok, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái phần đèn ở trên chiếc UH1D này nha các bạn. Thì trên chiếc UH1D á, đối với trực thăng á, thì đèn của nó gồm có những loại đèn sau đây các bạn. Thứ nhất là navigation light, có nghĩa là cái đèn để chúng ta có thể nhận biết được chiếc máy bay đang di chuyển đó các bạn. Thì nó bao gồm đèn xanh. Đèn xanh thì nằm ở tay phải nha các bạn ha. Đèn xanh của UH1D nó sẽ có một cái đèn ở trên này và một cái đèn ở phía dưới, dưới sát lườn bụng các bạn. Rồi tiếp theo, chúng ta ở bên tay trái thì chúng ta sẽ có đèn màu đỏ ở phía trên và đèn màu đỏ nằm phía dưới các bạn ha. Y hệt như bên kia, nhưng mà bên tay trái là đèn đỏ và bên tay phải sẽ là đèn xanh. Rồi đèn beacon light, beacon light một cái loại đèn chớp, đèn báo hiệu chớp các bạn ha. Thì nó sẽ có một cái đèn nằm ở trên lưng gần với cái ống bô tu bin này các bạn ha. Đây ống bô tu bin, chúng ta sẽ có một cái đèn beacon light. Và ở phía dưới lườn ha, ở dưới lườn của phía trước á, ở dưới phía lườn này, lườn phía trước của chiếc máy bay này ha, thì chúng ta sẽ có một cái đèn beacon light nữa. Ở đây các bạn nhìn thấy có hai cái đèn nhỏ, màu trắng này. Thì đèn này gọi là đèn search light các bạn ha, dùng để tìm kiếm ha. Đèn search light. Ở phía sau chúng ta cũng có một đèn nữa, phía sau đuôi của chiếc trực thăng chúng ta sẽ có một đèn, cái đèn đuôi này ngay vị trí này. Và một cái điểm nhấn mà mình mới vừa tạo thêm cho cái chiếc UH1D này nữa, đó là cái phần đèn của tua bin các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Đây, cái đèn này là đèn ngay cái ống bô tua bin. Thì ở đây á, thật ra cái này chỉ là minh họa cho cái phần mà khi mà cái tua bin nó chạy lên đó các bạn, thì nó sẽ thấy cái phần lửa ở phía sau đuôi của tua bin này ha. Thì cái phần này các bạn thấy đặt cái bộ đèn nằm phía sau những cánh quạt ha. Còn những cái cánh quạt đó thì các bạn phải cắt bằng tay để chúng ta tạo cái hiệu ứng sáng giống như là phía sau đuôi của tua bin. Rồi một cái điểm nhấn khá đặc biệt nữa mình giới thiệu với các bạn đây. Các bạn thấy không? Ở đây chúng ta có hai cái cánh quạt. Chúng ta có hai cái phần cần gạt nước cho các bạn. Phần này làm cũng làm thêm cho nó sinh động thêm chiếc máy bay các bạn. Thì để làm được cái phần gạt nước này á, các bạn cần phải có một cái bộ test servo ha. Thì các bạn truyền động cái bộ test servo này cho cả hai cần hai bên, thì chúng ta chuyển sang cái nút chạy tự động, nó sẽ có cái hiệu ứng giống như thế này. Các bạn nhìn thấy đẹp không ha. Ở đây mình sẽ quay vào bên trong này để mình kiếm một cái đèn nào đó mình bật lên cho các bạn thấy bên trong nó làm việc như thế nào nha. Mình sẽ dạy cho các bạn thấy nè. Ở đây chúng ta có một cái servo này ha. Rồi
cái sugar này nó sẽ kéo qua hai bên này, à, nó có hai cái thanh. Sugar nó sẽ kéo như thế và ở bên kia cũng vậy đó, à, ha. Thì rồi chúng ta sẽ sử dụng một cái mặt, à, đây chúng ta sẽ sử dụng một cái mặt sugar để chúng ta bật nó ở chế độ quay tự động các bạn ha. Còn đối với đèn beacon light á, à, đây đèn beacon light thì các bạn sẽ sử dụng một cái mặt chớp, cái mặt chớp này của Honda các bạn ha, cần chớp của Honda. Các bạn mua cục chớp về và các bạn có thể lấy ra và các bạn chớp vào hai đèn ha, đèn phía trên lưng và một đèn phía dưới, à, các bạn thấy không, được không? À, thì cái phần đồ điện này các bạn cần phải gắn trước khi gắn kích vào, rồi các bạn sẽ làm gọn các cái dây này lại ha, cái này mình chưa làm xong, các bạn làm gọn lại hết trước khi chúng ta đưa cái kích này vào. Rồi thì ở phần tiếp theo á, ở phần tiếp theo mình sẽ gắn cái kích vào bên trong thân, à, và mình sẽ cho nó chạy thử các bạn ha. Thì khi nào test mình sẽ ra video tiếp theo để chia sẻ cùng với các bạn. Rồi video đã dài, mình tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.